Chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ ni ê, ba đấu mạch nha bán một đơ ni ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là sự chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một gốc tư thế gian, chẳng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ, và bằng các loài thứ dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hưởng, xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình, các vua trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi đá lớn rằng, hãy rơi xuống trận trên chúng tôi, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của ngài đã đến, còn ai đứng nổi?